Hello mọi người, hôm nay là 2 năm Noel nha mọi người. Chúc mọi người một ngày Giáng sinh an lành, luôn được nhiều hồng ân và sang năm mới được nhiều sức khỏe. Công an việc làm ổn định nha mọi người, thành công hơn cái năm buồn, năm Covid này nha mọi người. Hôm nay nhà Việt có bữa cơm gia đình. Hôm nay Việt sẽ không làm phim và mình sẽ gửi cho khán giả của kênh Việt Nguyễn Phim tới những ngày thường của nhà Việt nha. Đây nhà gia đình đang ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Xin mọi người theo Việt nha. Phim nha mọi người. Suốt ngày chỉ phim. Đây. Đây con gái. Giơ cao lên. À. Quá ngon luôn đó. Không, cái này đi ăn tiền chứ mày đi đánh nhau rồi nọ đâu. Thank you.
vui nha mọi người. Nên chơi để dành quà vui lắm mọi người. Gia đình Việt năm nào cũng vậy hết á. Yeah.